kéo đầu xuống, hút để nó hợp thở. Em cầm cho nó đi em, đút cho gần gần vô á, bật bật cầu da lên. Bật bật lên. Thì nó hút vô để giọng hợp thở. Rồi bật da đi. Bật da. Sao làm lại coi. Nè, con người cũ cái bàn sao. Tươi là em. Còn thêm chi anh ngủ xe. Mấy chiếc của Long. Hút vô hả anh chị? Cho đỡ ngợp. Nó ngợp lắm. Em tưởng đâu anh làm cho nó giảm thanh chứ. Hút thôi à. Ừ. Giảm hết nổi. Giảm hết nổi. Cho mình cho dầu cấm xét đi lại. Nó bị xét rồi. Các bạn ơi. Ở ngoài hết. Có gì hả? Trời ơi. Ba đọc má nó chưa mất không? Set map. Chơi hú mọi người vẫn cũ hả? Rồi. Mới xài rồi cậu không nổi xài, mới vợ hư nếu có gì mua không có, có tiền không có gì. Đây vậy nha. Lâu quá nó không ăn hả anh chị? Lâu rồi đó, cái nó bị nghỉ à. Ít đen cái đầu nhé cái vô cái nhà. Lâu lắm rồi, 2 tháng mấy rồi đó. Cái nhão. Dạ. Nhìn tao bỏ cái đó xuống thì mất mớ cầm lại à.
Chưa nổ mà.